Môi môi chuẩn chuẩn ông, chuẩn chuẩn bà, chuẩn chuẩn cha, chuẩn chuẩn mẹ bay lẹ đến đây. Thảo, em đang đọc cái gì đấy? Nghe buồn cười thế. Em đọc thần chú, mà em phải đọc nhỏ thôi, chuẩn chuẩn nó nghe thấy nó mới bay đến. Đây này, chị cầm đi. Chị cầm cái cần nhẹ nhẹ thôi thì chuẩn chuẩn nó thấy mồi, nó bay đến bắt luôn. Thế à? Thế chị quay thử nhá. Quay như này à? Vui vết nhỉ. Môi môi chuẩn chuẩn ông, chuẩn chuẩn bà, chuẩn chuẩn cha, chuẩn chuẩn mẹ bay lẹ đến đây. Môi môi chuẩn chuẩn ông, chuẩn chuẩn bà, chuẩn chuẩn cha, chuẩn chuẩn mẹ bay lẹ đến đây. Môi môi chuẩn chuẩn ông, ông ông kia tha tha bộ chị Nhung ơi, em bắt được giờ này. Vui quá. Thích thật đấy. Tăng 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 tăng. Anh Hiếu sắp dở đến nơi rồi. Mà anh Hiếu nhá, em thấy cứ tình hình như này á, chắc năm nay anh đúp. Đúp sao được mà đúp, mày dở à? Đợt này nhá, trình chép bài của anh á, lên tầm nhất trường. Chép bài, em lại tưởng trình độ học vấn của anh nó nâng cao như nào rồi. Chép bài nó làm gì? Mà hôm nay em thấy hình như mình học sớm hay sao ấy nhở? Ui giỏi, bây giờ là 7 giờ kém 30 à, người ta gọi là 6 giờ 30, chứ ai gọi là 7 giờ kém 30, anh cũng là ngang ngược. Mày hâm à? Thế 6 giờ 30 với 7 giờ kém 30 khác gì nhau mà mày nói anh? Thì nó không khác, nhưng mà người ta gọi là 6 giờ 30, chứ chẳng ai gọi là 7 giờ kém 30 cả, anh có hiểu không? Ai bảo mày không có ai gọi 7 giờ kém 30, có anh nhận thôi. Thôi thôi, chúng mày gọi thế nào mà chả được, nay giờ cãi nhau mất 10 phút rồi, đi học đi, tao trực trường. Đâu cái thằng này, bây giờ vẫn 7 giờ kém 30 đấy thầy. Đồng hồ với anh chị ạ. Chứ gì nữa, đồng hồ nhá, Apple Watch của tao đấy, CG5, à không, con này nó phải CG6 luôn. Mà thôi, đi học đi chúng mày ơi, đi. Này con Thảo, mày có đeo Apple Watch không, mai anh cho mượn. Không, em chẳng thèm, đeo bẩn hết cả tay áo ra. Không thèm thôi. Chị ơi, cho chị một gói này. Anh á, chưa nắng đã đó rồi anh còn trêu em, anh không thương em à? Có chứ, anh bảo rồi còn gì. Anh thương thì anh mới ăn hộ mày, chứ anh mà không thương á, anh để mày béo như con lợn rồi. Này, cho một cái. Cầm đấy. Anh Hiếu, thế anh nhường cho em đi chứ, em ăn mãi còn béo đâu. Thôi, anh chỉ thương em gái anh thôi, còn mày á, để xã hội nó thương nhá. Thôi đi về đây cho mày. Hiếu, chiều đi bơi cho mát đi. Đi luôn. Anh ơi, cho em đi với. Em nữa. Chúng mày có biết bơi không mà đòi đi. Em chưa biết ạ. Em cần biết ạ. Thôi, chúng mày ở nhà đi. Khi nào biết hẳn ạ thì đi. Ra đấy không biết bơi chết đuối, chả ai cứu được chúng mày đâu. Đi và chiều đi bơi. Đi. Chiều này nhá, tao sẽ bơi bơi bướm. Anh Hiếu, anh Tuấn, cho bọn em đi bơi cùng với. Đi. Đúng rồi đấy, trời hôm nay rõ là nắng, bọn em thích nghịch nước mát, cho bọn em đi cùng với. Khổ thế nhở. Anh bảo rồi, anh có tiếc chúng mày cái gì đâu. Thế nhưng mà chúng mày chưa biết bơi, ra ngoài đấy á, đuối nước, ai cứu được. Bao giờ biết bơi ấy, thì đi thoải mái, nhá. Thế bây giờ anh không cho bọn em đi cùng, thì bao giờ em mới biết bơi? Đúng rồi đấy, chẳng nhẽ bọn em ra vườn tập bơi à? Đi, cho bọn em đi với. Muốn biết bơi à? Ôi giời ơi, đơn giản. Bắt tròn tròn cho cắn rốn, biết bơi. Đi thôi mày. Chuồn chuồn cắn rốn là biết bơi thật hả anh? Thật, anh làm rồi anh biết mà. Đấy, ở nhà bắt chuồn chuồn cho nó cắn rốn đi nhá. Anh đi bơi đây. Khi nào mà biết bơi thì bảo anh cho đi bơi. Thôi đi Thuận, đi. Bắt chuồn chuồn cắn rốn, nghe cái điều điều làm sao ấy. Thôi, cứ đi bắt đã chị ạ, đi. Nhỡ không biết bơi sao nhỉ? Chuồn chuồn ông, chuồn chuồn bà, chuồn chuồn cha, chuồn chuồn mẹ bay lẹ đến đây. Môi môi chuồn chuồn ông, chuồn chuồn bà, chuồn chuồn cha, chuồn chuồn mẹ bay lẹ đến đây. Thảo, em đang đọc cái gì đấy? Nghe buồn cười thế. Em đọc thần chú, mà em phải đọc nhỏ thôi, chuồn chuồn nó nghe thấy nó mới bay đến. Đây này, chị cầm đi. Chị cầm cái cần nhẹ nhẹ thôi thì chuồn chuồn nó thấy mồi, nó bay đến bắt luôn. Thế à? Thế chị quay thử nhá. Quay như này à? Môi môi chuồn chuồn ông, chuồn chuồn bà, chuồn chuồn cha, chuồn chuồn mẹ bay lẹ đến đây. Vui vết nhở. Môi môi chuồn chuồn ông, chuồn chuồn bà, chuồn chuồn cha, chuồn chuồn mẹ bay lẹ đến đây.
môi môi chuẩn chuẩn ông chuẩn chuẩn bà chuẩn chuẩn cha chuẩn chuẩn mẹ bay lẹ đến đây môi môi chuẩn chuẩn ông kia 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 thao thao bộ à chị Nhung ơi em bắt được giờ này vui quá thích thật đấy nhưng mà phải cho nó cắn nhiều không em cũng không biết nữa chị cho em mượn điện thoại đi em gọi hỏi anh Hiếu cho chắc đây phải gọi đi chứ gọi kiểm tra xem như nào để còn được đi bơi chị cầm thêm ok alo anh Hiếu ạ phải cho con chuồn chuồn cắn bao nhiêu cái thì mới biết bơi hả anh 7749 cái nhá chị ơi phải cho cắn tận 7749 cái thì mới biết bơi cơ cái gì 7749 cái á con này răng nanh to như thế chắc là cắn đau lắm đấy chị ơi nhưng mà em muốn đi bơi thì chị cũng muốn mà thế thôi chị em mình chịu khó tí nhá vâng nhưng mà em cho nó cắn chị trước nhá xong chị cho em biết cảm giác như nào để em còn chuẩn bị tâm lý thôi được rồi chị lớn hơn em để chị đi đầu này cầm lấy ê nhưng mà bảo nó cắn nhẹ nhẹ thôi nhá nhưng mà như đâu cắn nhẹ quá không biết bơi thì sao chị giống như kiểu mình uống thuốc ý uống ít quá thì cũng không khỏi mà uống nhiều quá thì cũng không khỏi thôi được rồi cho cắn mãi thoải đi chị chuẩn bị tinh thần rồi cắn đi chị Nhung ơi chuẩn bị cắn này cắn này cắn này được rồi đến lượt em chị cho nó cắn cho em mang đây chịu đau tí nha nó đến bụng em rồi đây này đau quá Thảo ơi đúng là ác mộng mà chị cố lên một cái nữa thôi thôi nốt cái sao biết bơi rồi nhẹ thôi à chị Nhung ơi ví dụ bây giờ 49 con cắn mình rồi mà mình vẫn không biết bơi mình có nên bắt lại 49 con khác cắn để trả thù không chị cái đấy tính sau đi bây giờ em cứ cho nó cắn đi chứ chị sao không chịu được nữa rồi hay là thôi đi thôi gì mà thôi thế chị không muốn biết bơi à nhưng mà nãy giờ chị bị cắn rõ đau ấy cứ nghĩ đến bị cắn thêm một phát nữa là chị đã thấy sợ rồi chị Nhung ơi ở trên trời có ca sĩ Hàn Quốc kìa đâu đấy chị thấy nhanh gọn lẹ không thôi đi ra chỗ anh Hiếu với anh Tuấn đi đầu chết người ta rồi chẳng biết là đi tắm ở đâu nữa chuẩn chuẩn đốt xương cả rốn rồi mà không tìm thấy người đâu mệt thế à rồi tưởng được ra bể bơi ai ngờ ông lại cho tôi đi tắm ao bẩn ơi là bẩn á thế nhưng mà ông có công nhận là vui không thì cũng vui nhưng mà lần sau đi ông nhớ bảo tôi trước nhá tôi đem chai cờ lo ra đấy đổ xuống trước đảm bảo nước trong vắt luôn ông bị điên à đổ cờ lo xuống chết hết cá người ta giã trò ấy quên mất là ao có cá đấy thảo nào lúc tôi nhảy xuống mấy con cá nó cứ rìa rìa con giun của tôi ô này tôi tưởng bê đê đi tắm cái giun ở nhà ông ạ tôi đi anh Hiếu ơi cho bọn em đi bơi với bọn em mạo bơi được rồi thôi để hôm khác đi bây giờ bọn anh về đi đá bóng anh ạ anh cái gì gớm thế định đòi đi đá bóng của bọn anh hay gì hả em không không thì tránh ra cho bọn tao đi đi đá bóng tao đây ngơ ngơ đi đang ghẻ rồi ngứa quá Thảo ơi lần này đã bị con chuồn chuồn cắn cho 49 phát rồi lần sau đi bơi có phải cho nó cắn nữa không nhở em cũng không biết nữa nhưng mà thôi đi về đi chị em còn xoa dầu vào rốn nữa đau quá đi về Này, Tào ơi, anh có cái kính màu hồng nhá, đẹp cực. Mày có muốn đeo thử không? Thôi, em mệt lắm, em chẳng đeo đâu. Đeo thử cái xem xinh không? Được rồi, thế nào cũng được anh ạ. Nhắm mắt vào, anh đeo cho, nhắm vào.
Lại đeo cho nhá. Rồi, xong. Đâu? Kính đâu? À, anh quên. Đeo kính ấy là phải soi gương. Anh chuẩn bị hết rồi. Em soi đi. Ôi. Anh ạ, à, em đã mệt rồi, anh còn trêu em được nữa. Tại anh thấy mày mệt, anh mới trêu cho mày cười chứ. Người ta bảo rồi, một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Anh cho mày uống thuốc bổ cho nhanh khỏi còn gì nữa. Thôi, em mệt lắm, anh đi ra đi, cho em ngủ. Ơ hay, cái con này, mày sao đây? Nay ỉu xìu ra. Đôi xem nào. Úi dồi ôi, sốt à? Sao đấy? Mày thấy người như nào? Có thèm ăn thịt gà hay ăn chuối không? Em không. Em đang mệt với đau rốn. Anh đi ra đó cho em ngủ. Đau rốn á? Thế sao rốn đỏ hòn đấy kia? Này, anh không biết hay là cố tình không biết đấy. Rõ ràng anh bảo với em là cho chuồn chuồn cắn rốn thì biết bơi không hả? Thế nhưng mà chuồn chuồn gì mà nó lại cắn kinh như này? Sưng to này nhá. Chuồn chuồn nó phải to bằng con chó thì cắn mới đau được như này chứ. Chuồn chuồn bé mà. Với cả anh chẳng bảo là phải cho nó cắn 7749 lần thì mới biết bơi còn gì. Cái gì? Mày cho con chuồn chuồn nó cắn 49 lần thật á? Cả em cả chị Nhung hôm nay phải cố gắng chịu đau để cho nó cắn 49 lần đấy. Nát hết cả rốn rồi. Với cả hôm nay anh đi bơi, anh phải gọi em đấy nhá. Em biết bơi rồi. Ôi dồi ôi Thảo ơi, mày ngu ơi là ngu, tổ ơi là tổ ấy. Thế bây giờ ví dụ mà tao bảo cho con chó nó cắn để mày thành siêu mẫu thì mày cũng để nó cắn à? Để em suy nghĩ đã. Ôi dồi ôi, ngu ngu ngu. Mà này Tuấn ơi, ông có thấy bụi không? Có, vừa nắng vừa bụi thế này mà tôi lại không đem khẩu trang. Đấy, vấn đề nó nằm ở đấy. Tôi có khẩu trang, ông đeo không? À, thế cho tôi cái đi, cho đỡ đen cái làn da ngọc ngà của tôi. Ok luôn, đưa cái mặt đây. Xong rồi, khẩu trang quá hít. Ai chơi thế bao giờ? Đấy, chị thấy chưa, em đã bảo rồi. Làm gì có chuyện á, khẩu trang không có mà đeo, lại còn đem cho người khác. Chứ còn gì nữa, anh Hiếu á, là chùa lắm chiêu. Mà hôm trước chị em mình đi bắt chuồn chuồn đi, chắc tại nắng quá hay sao á, về chị phát sốt luôn. Em cũng thế, hôm đấy trời nắng quá, về rốn em sưng vù lên đây này. Khẩu trang chống tia UVA, UVB, mà kể cả UVC luôn nhá. Ông ạ, tôi rỗi. Đấy, lại giở cái tính BD ra đấy. Thôi được rồi, đừng có dối tôi nữa, tôi xin lỗi nhá. Chiều về tôi đưa ông đi bơi nhá. Đi bơi à? Cho em đi với. Em cũng biết bơi rồi anh ạ. Ồ, chúng mày tao bơi bao giờ mà biết bơi? Bọn em cho chuồn chuồn cắn 7749 cái rồi thì chẳng biết bơi à? Chính anh bảo thế còn gì. Cắn sưng vù cả rốn lên rồi, bây giờ không biết bơi á thì vứt à? Thế thì tao cho bọn mày đi cùng. Thôi, đi về đã. Chiều mặt tất cả chúng ta đi bơi nhá. Ok. Đi. Đi, dối cái gì mà dối. Anh Hiếu ơi, đi bơi có cần phải mặc bikini không anh? Mày bị điên à? Đi biển người ta mới mặc bikini thôi. Còn đi tắm ao, tắm hồ như anh em mình ấy thì chỉ có quần đùi cởi trần là xong. Eo, không được đâu. Thế thôi, em cứ mặc quần áo bình thường xong nhảy xuống nhá. Ui giời, sao cũng được. À, hai đứa, bố bảo. Anh ơi, bố lại đi uống rượu ở đâu về hay sao nhỉ? Chắc lại đi ăn sáng, xong làm vài cút rượu, đến giờ mới về. Anh với mày sắp bị mắng rồi, mày cứ chuẩn bị tinh thần đi. Chuẩn bị này. Thằng Hiếu, cuối cấp rồi, học hành cho nó tử tế. Bố là bố thấy mày chảnh màng lắm đấy. Học không cẩn thận đấy, cuối năm là không đỗ được tốt nghiệp đâu. Vâng ạ. Vâng cái gì? Bố bảo mày vâng à? Mày phải bảo là con nhớ rồi, con sẽ cố gắng là được. Vâng ạ. Mày lại vâng rồi. Bố vừa bảo mày thế nào? Bố,
Bố sao thế à? Bố cứ đi uống rượu say về là bố lại mắng anh em con. Bố phải nghỉ đi chứ à? Với lại bố cũng nhiều tuổi rồi, bố đừng uống nhiều như thế, không tốt cho sức khỏe đâu bố ạ. À, thằng này láo nhỉ. Giờ nó lại còn cãi bố nó nữa đây này. Mày còn với cái roi của tao đâu nhỉ? Ê, hai đứa kia, làm gì mà ra sớm thế? Chúng mày làm gì lâu ấy? Thôi, đi bơi cho nó đỡ thức. Đi. Chỉ cần nhảy xuống đây là mọi buồn phiền đều tan biến hết. Ơ, bình tĩnh, bình tĩnh Hiếu ơi, bình tĩnh. Ông bỏ tôi ra, ông để tôi nhảy. Để tôi nhảy xuống đây, tôi chán trên bờ lắm rồi, ông đừng cản tôi. Đừng cản tôi. Anh chị ơi, cho em theo với. Mày cũng muốn đi à? Đi, anh với mày cùng đi. Ê mà từ từ đã. Để em bỏ dép đã. Chết thì phải bỏ dép mà em. Ôi giời ơi, anh Thảo ơi, con ơi. Ôi giời ơi, con ơi. Ôi giời ơi, con ơi. Hai đứa suy nghĩ dại dột thế. Về nhà đi con, bố sai rồi, bố xin lỗi. Về đi con, giời ơi. Kìa bố. Bố nói cái gì đấy hả? Thôi, bố xin lỗi. Bố hứa, từ nay bố không uống rượu nữa. Bố không mắng hai anh em vô cớ nữa. Về đi con. Thảo, Thảo, Thảo. Bố em bị làm sao đấy? Vẫn say à? Không ạ, say từ trưa mà chị. Ơ kìa bố, bố sao đấy à? Bọn con không hiểu. Ơ, thế cô Yến. Ủa, tôi chết rồi. Alo anh Tài à? Ôi trời ơi, anh ra ngay Hồ Đông, bọn trẻ con nhà anh nó đang bảo nó nhảy xuống nó tự tử đấy này. Tôi chết rồi, hay tôi mắng oan chúng nó mấy câu, chúng nó nghĩ quẩn nhà. Ôi trời ơi, anh ra ngay đi xem nào. Bọn con đi bơi thôi bố ạ, ai tự tử làm gì? Cuộc sống của bọn con vẫn tươi đẹp, ngay cả khi bị bố đánh mà. Cái gì? Đi bơi á? Vâng, anh Hiếu bảo con là cho Chuồn Chuồn cắm rốn thì biết bơi bố ạ. Bây giờ chỉ cần nhảy xuống phát là bơi được thôi. Thằng kia, em mày không biết bơi, mày dám lôi em mày ra đây để cho nó nhảy xuống à? Hôm nay may mà bố mày ra kịp, không thì chìm cả lũ rồi. Chúng mày có biết ở cái hồ này bao nhiêu người chết rồi không? Hả? Rồi ơi, cổ đôi lực. Cổ đôi. Ôi trời ơi. Mình cứ vậy không? Chết chào, cổ đôi chào. Thế là mất bao nhiêu công cho Chuồn Chuồn cắn rốn, xuống hết rốn lên, bây giờ lại chả được bơi. Khổ ơi là khổ.